bạn mời mọi người ra bạn nói là bạn chỉ muốn nói chuyện riêng với em thôi à, bạn cần nói chuyện riêng với đạo diễn về tâm lý gì đó nói chung là em không nhớ lý do ra như thế nào nhưng mà lúc đó thì mọi người cũng tôn trọng bạn nên mọi người cũng ra ngoài trước khi ra bạn còn nói là phải cắt máy quay nữa thế là sau đó thì bạn có một cái hành động rất là khiếm nhã với em <laughs> Chào mừng Bin đã đến với Giám nghĩ, Giám làm nơi mà mình sẽ chia sẻ những cái quá trình làm nghề và những cái lần Giám nghĩ, Giám làm của mình. Chắc là Bin giới thiệu về bản thân mình với mọi người ha. Dạ, yeah, em chào chị và chào mọi người. À, em là Yung Bin, hiện tại đang là một đạo diễn, nhưng mà lâu lâu thì cũng lấn sân một xíu vào diễn viên. Yeah. Thì thật ra là chị được biết Yung Bin chắc là hai chị em cũng biết nhau cách đây 2018 nên là Như Tâm. À? Năm sáu năm. Dạ, năm sáu năm rồi chị. Năm sáu năm qua như thế nào? Thì Vinh sẽ dùng ba từ để nói thì nó sẽ là gì? Ừ, em nghĩ là em dần trưởng thành trong năm sáu năm qua. Ở lĩnh vực nào? Khía cạnh nào? À, em nghĩ là về tất cả luôn á, về tất cả mọi mặt. Từ sự nghiệp cho đến tâm thức của em luôn. Vậy thôi, bây giờ mình sẽ đi từ cái mà mình biết nhau chuyên môn đi làm phim đi. Năm dạ. sáu năm qua thì phim ảnh của pin có một cái bước tiến gì mà bên cảm thấy là nếu mà muốn khoe và tự hào bless tất nhiên là có rồi như là mọi người biết đến pin nhiều qua bộ phim trái cấm vào 2015 nhưng mà cái thời điểm đó của em á là em chỉ là một đạo diễn tay ngang thôi và cái sản phẩm đó của em nó cũng chỉ là một cái sản phẩm đầu tay mà nên là nó có rất là nhiều cái sự sự vụng về và gần đây nhất thì em có một cái sản phẩm khá là chỉnh chu và tròn trịa thì có thể nói đó là một cái sản phẩm mà em tâm đắc nhất trong suốt cái quá trình làm nghề của em đến thời điểm hiện tại đó là cái bộ yêu trong hận và nếu mà để khoe một cái gì đó vào ngày hôm nay thì em cũng sẽ khoe với chị Phương là em đã có một cái sản phẩm rất là chỉnh chu mình đi từ cái những cái ngày đầu làm đạo diễn của Vin đi và yeah. vì nói là tay ngang không được đào tạo này nọ và lại dám đi làm phim nó khi mình tại vì Phương chị cũng học đạo diễn á yeah. để mà làm phim nó còn quá nhiều thứ để mà, mà ra được của cái sản phẩm của mình thì cái lúc đó là cái điều gì thôi thúc trong pin để mà pin đưa ra một cái hành động tức là dám nghĩ dám làm cái chuyện mà mà lẽ ra như có những người họ học chỉnh chu hay là họ có chuyên môn họ cũng chưa có dám hành động nếu mà nói về lý do tại sao ngày đó em bắt đầu cái 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 cái, cái nghề nghiệp này thì nó cũng là một cái duyên số đó chị vì cái ước mơ làm đạo diễn là cái ước mơ từ nhỏ của em rồi và trong suốt cái khoảng thời gian em học đại học là trong đầu em luôn có một cái suy nghĩ là em kiếm tiền chỉ để làm phim thôi đó là tất cả những công việc làm thêm của em tất cả những cái 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 công việc nào mà để kiếm tiền thời điểm đó là em chỉ có một mục đích duy nhất là để làm phim và đến khi cái số tiền nó em cảm thấy nó đủ rồi thì em chơi thôi và lúc đó em chỉ làm bằng một cái sự đam mê nó thôi thúc mình thôi ngoài ra ngoại trừ đam mê ra thật sự là không còn cái gì cả kinh nghiệm kiến thức tất cả là zero hết và thậm chí là cả ekip của em thời điểm đó cũng chẳng ai biết làm phim là gì ờ à, anh quay phim của em anh chỉ là một can đi học việc cho một cái tiệm chụp ảnh cưới và ảnh mượn được cái máy của ông chủ thế là ảnh giác đi quay cho em em còn nhớ một cái chuyện rất là mắc cười là ảnh cầm hai cái len ra tới đoàn anh hỏi em là viên ơi cái nào cái nào cận cái nào toàn anh hỏi em một cái em cũng, em cũng như chờ ba mươi luôn không biết rất co là gì không hoàn toàn không có bất kỳ một cái kiến thức nào về phim ảnh cả và, Đợi khi trái cắm đó ra đời là phải nói là một cái trầy da chốc dãy của cả ekip em thời điểm đó Nhưng mà chị có thắc mắc là em có một ưu thế đó là em biết mình thích đạo diễn từ sớm dạ. Thì tại sao mình không lựa chọn mình đi học nó từ sớm luôn Mà mình lại đi một cái đường vòng đến như vậy Người ta thường không học là tại vì người ta chưa biết người ta thích dạ. Và người ta được đưa đẩy vào cái nghề đó thì người ta mới phải tay ngang Còn dạ. mình biết thì tại sao mình không lựa chọn học từ đầu em nghĩ là mẹ em coi show này mẹ em sẽ cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm <laughs> nghiêm đúng không? dạ đúng thời điểm đó mẹ em đã cấm cản em em đã về nhà xin nhưng mà mẹ lại nói là uh, trong cái hồi lúc đó cái là trong suy nghĩ của mẹ mẹ cũng không biết được là đạo, đạo diễn hay làm gì đúng rồi và làm phim kiếm tiền bằng cách nào mẹ mẹ vẫn nghĩ đạo diễn là cái người tạo ra bộ phim thì ừ. mẹ sẽ nói em là tiền đâu mà con làm ừ. làm phim tốn nhiều tiền lắm rồi với lại không không có người nâng đỡ trong showbiz thì phải có mối quan hệ này nọ và trong khi gia đình mình thì từ xưa giờ là kinh doanh ừ. và mẹ thì em đã gây dựng lên một cái gọi là uh, sự nghiệp của mẹ và mẹ muốn em nói tiếp cái công việc kinh doanh của gia đình nên là lúc đó em đã học quản trị kinh doanh sau này làm phim và được nổi tiếng thì mẹ có suy mẹ nghĩ... xin lỗi nhiều lắm <cười> <cười> nếu mà bây giờ được quay trường ngược trở lại thời gian đó thì Vin sẽ có cả là mẹ để mà học cái mình mong chắc muốn chắc có rồi chị nếu nói về những cái kỷ niệm khi mà em làm đại diễn đó thì điểm này cái khó khăn hay là cái gì mà đáng nhớ nhất mà đến bây giờ mà muốn kể lại nhất ờ, cái khoảng thời gian đầu làm phim mà đối với em cái gì nó cũng khó khăn hết tại vì lúc đó mình cái gì mình cũng không biết hết và nhưng mà cũng nhờ những cái sự khó khăn của ngày đó nên là bây giờ em ra xét em trộm vía là em ít gặp những cái khó khăn và em nghĩ là em xử lý được à một trong những cái kỷ niệm cũng khá tâm linh nhưng mà cũng để lại nhật em một cái ấn tượng em nghĩ là em chưa từng chia sẻ trên bất kỳ một cái chương trình nào. <laughs> có một lần em đi lên ngọn Hải Đăng ở Vũng tại em quay thì có một cái cảnh là cái bạn nữ chính đó bạn đó đi lạc và bạn đó ngồi dưới gốc cây và nó khóc. Kể về sương sương về cái ngày hôm đó trước là cái buổi tối hôm đó tụi em bắt đầu cái cảnh quay lúc 7 giờ nhưng mà tụi em bị mắc một cái trận mưa đến 9 giờ tụi em mới lên ngọn Hải Đăng quay được rồi lên trên đó chuyện đầu tiên tâm linh xảy ra là cái máy phát điện không nổ và tụi em đã phải xử lý cái máy phát điện đó tới 11 giờ đêm ừ. cái là hai tiếng đồng hồ sau để máy phát điện nó bắt đầu nổ trong khi trước đó là ở tại khách sạn đã đã test nó rồi cái việc thứ hai là hai cây đèn tụi em đem ra quay đều bị không có một cơn gió nào cả nhưng mà tất cả đều đều ngã và bởi hết bóng đèn luôn thì lúc đó là bắt đầu cảm thấy có điềm rồi nhưng mà chỉ biết rồi đó ra xét mỗi phút giây cho qua đều là tiền ừ. và tụi em chỉ có một buổi tối để quay thôi qua ngày hôm sau là đoàn là phải trở về sài gòn rồi vậy là vẫn cố chấp quay tới cùng rồi lúc đó là em còn phải sử dụng luôn cả đèn của ô tô đèn của xe ừ. để xe di chuyển á để, để rồi phụ sáng. thêm ừ. dạ. nhưng mà đến khi cái phân đoạn đó về trách lại sụp thì diễn viên của em không có đầu <laughs> một câu chuyện mà tới tận bây giờ em kể lại em vẫn khá là hồi hộp ừ. à, Em còn nhớ Thế là nhân chính hả Dạ đúng rồi, bạn nữ chính của em làm uh, sau khi đi về xong đúng qua mà, một quay ngày năm sau Quay hai máy Đều chị. không có Dạ đúng rồi, đều không có uh, Nó tối hù luôn nghĩa là chị chị thấy tất cả mọi thứ là nó tối hù luôn Chỉ có bộ đồ của nữ chính là Tại vì nó khoái một cái áo sơ mi màu trắng ừ. Thì chỉ có cái áo sơ mi đó là nổi bật thôi Còn lại Thế thì như là như là đen đen thôi. mình quay Đen thùi lùi ừ. luôn nhưng mà nhưng mà, mà, cái lúc quay ở trên set em có chết tất nhiên em ngồi mò mà qua một cái ngày đi quay về hôm đó là 12 giờ đêm luôn thì bên quay phim điện thoại cho em nó là bên nơi chết rồi anh chết lại sụt thì phát hiện vấn đề hai 12 giờ đêm em xách em xách xem xe chạy lên trên chỗ của anh đó em kiểm tra sụt tại em nghe em không tin được trời ơi và phải nói là thiệt luôn là em em phải chứng kiến một cái cái sụt quay mà em em không thể nào em tin được luôn Thật sự là diễn viên của em bị mất tiêu cái đầu. Sao mà em giải quyết cái chuyện đó như thế nào? Thì bắt buộc phải quay lại thôi chị. À. đến tận uh, 3 tháng sau tụi em phải kiếm một cái uh, một cái cái một cái rừng tràm nó 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 nhỏ hơn và tụi em giả để tụi em quay ừ. lại cái cảnh đó. Uh, tóc tai diễn viên sai đó co hết trơn. Dạ <laughs> <laughs> yeah, thì cũng phải xử lý thôi nói chung là tại mọi người sẽ không làm cái ngành của mình sẽ không hiểu cái những cái câu chuyện tâm linh không đùa được đâu yeah. mà phải trải nghiệm rồi thì mới biết à, thì khi mà em làm đạo diễn và tay ngang như ở thời điểm xuất phát điểm thì sau này có bao giờ mà em bị những cái người cùng nghề hay cùng chuyên môn họ có những cái nhận định hay cái nhìn không có tích cực dành cho mình khi mà kiểu như em à, có bằng cấp gì không có biết gì không mà làm nghề thì lúc đó em sẽ uh, phản ứng như thế nào đến tận thời điểm bây giờ em vẫn luôn nghe bên tai những lời nói như vậy từ những các anh chị đồng nghiệp thậm chí là những đàn anh đàn chị luôn nhưng mà với em thì thật sự là cái điểm xuất phát của mình đã không phải là lợi thế rồi nên cái việc học hỏi là một cái chuyện mà em em luôn muốn bản thân mình học hỏi nhiều hơn nhưng mà khi mà em nghe những đánh giá như vậy thì thật sự bản thân em cũng buồn và ngoài cái chuyện là cố gắng làm một cái sản phẩm thật tốt và đối với đối với khán giả thì hoặc là đối với một đạo diễn thì cái sản phẩm nó thắng hay thua nó được nhiều người biết đến hay không là thể hiện cái sự thành công của người đạo diễn nó rõ nhất và em chỉ cố gắng để đạt được cái kết quả đó mỗi người đạo diễn sẽ có một cái gọi là cái gu phim của mình thì gu phim của em là gì ngôn tình drama hồi, <laughs> <laughs> hồi sáng này em mới vừa nhận một cái job nó nói về đề tài xã hội và cái, 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 cái khách hàng của em phải chắc em liên tục là bin ơi làm hơn em đừng nhét ngôn tình ra vào em đừng liền làm ngôn tình chỉ biết đó là gu của em nhưng mà ờ nhưng mà em nghĩ là mỗi đạo diễn đều sẽ có một thế mạnh riêng và cái màu của em em hơi tham lam một chút em rất là muốn có được cái số lượng khán giả mà người ta đang hay coi phim ngôn tình của hàng và của trung có rất là nhiều bạn họ nói là họ chẳng bao giờ coi phim về cả họ chỉ coi của hàng của trung thôi và em cảm thấy là em bản thân mình có thể làm được tại sao mình không làm nên là cái hướng đi của em sắp tới em rất muốn là mình có thể giành lại được cái lượng khán giả việt đó để có thể xem phim việt và cái gu em phát triển trong tương lai chắc chắn vẫn sẽ luôn là ngôn tình drama theo em thì cái điểm gì của phim việt mình và ví dụ phim bản thân em làm cũng là ngôn tình drama mà so với Hàn Quốc, Trung Quốc mà mình không không kéo được khán giả của mình về để cho khán giả mình phải chảy ra phim ảnh nước ngoài tức là cái mà khiếm khuyết hay là ưu khuyết điểm của mình so với nước ngoài là gì Em cảm thấy là bên nước ngoài họ rất là support bối cảnh thậm chí là họ không bị giới giới hạn đề tài nhưng mà ở tại Việt Nam mình có rất là nhiều bối cảnh hoặc là rất là nhiều đề tài mình muốn làm nhưng mà mình sẽ không có được uh, hỗ trợ một cách nhiệt tình uh, ví dụ như là Em còn nhớ là có một cái kịch bản của em nói về nó hơi nó cũng hơi uh, uh, kiểu là một cái bạn học sinh bạn đó uh, đăng xuất trong cái trường học. Ừ. và cái đó trường học là cho bọn Đúng rồi. Đó à, đó. Chính xác. Vừa tới đó thôi. Cái là tới đó thôi là tất cả mọi thứ đã bị stop rồi. Và sao ta uh, như ngày xưa em đã từng bị từ chối tài trợ chỉ vì cái sản phẩm đó diễn viên của em sử dụng và diễn viên của em là một bạn trên gai thì bị gắn cái mát là nhiều khi là khán giả coi lời họ mặc định là cái sản phẩm này chỉ dành cho cộng đồng LGBT thì đó là những cái định kiến mà em cảm thấy là mọi người vẫn còn đang vướng phải và dạ, đang khắc khe ừ. có rất là nhiều những cái bối cảnh và rất là nhiều đề tài nó không có được thoải mái nên là thì thôi nói về bối cảnh thì chị nói uh, do mình không có tiền thôi chứ chị nghĩ có tiền thì muốn bối cảnh nào cũng có chứ thì sao <laughs> Em, em nhớ là có một cảnh quay em quay ngoài sân bay và à, em đã cậy hết tất cả những mối quan hệ mà em quen biết em thậm chí là mà. em cũng đã chấp nhận chi một khoản tiền lớn nhưng mà vẫn không được duyệt để quay và tụi em phải quay bằng điện thoại là vì mình không đủ tiền nên khi mình có đủ tiền thì mình sẽ ấy cái phim trường và mình dựng một cái sân bay à, giả mà. à dạ dạ cái đó nên, thì hợp lý nó vẫn sẽ quay về bài toán chi phí thôi dạ đúng rồi nó nhân là bài toán chi phí <laughs> kiểu mà mình cũng có tiền đấy mà tiền chưa đủ dạ yeah. <laughs> còn về tại sao em lại cái thế mạnh của em là về ngôn tình đam ma có phải là em là người luôn có những cái tâm tình tâm trạng dành cho tình yêu một cái kiểu mà luôn hoài bão về một cái tình yêu đẹp hả ừ, em theo đánh giá của những người xung quanh thì em là một người sống khá thiên về tình cảm ừ. và thậm chí là mọi người biết đến em không những qua những bộ phim mà có thể là mọi người cũng biết đến em qua những cái câu chuyện tình cá nhân của em nữa nghĩa là cái chuyện mà em thiên về ngôn tình nó đã là một cái ăn sâu vào trong máu em rồi thậm chí là trong những cái mối tình ngoài đời của em nhiều khi cũng được nhận xét là na ná như phim ừ. nên là um, đâu đó chắc cũng được một sự sắp đặt rồi nhưng mà nếu vậy thì em sẽ là lấy cái cuộc sống của em vào phim hay em lấy phim ra cuộc sống của mình em chưa bao giờ muốn cuộc đời mình như phim cả <laughs> em chưa từng nên là thật ra là lấy lấy từ trong phim hay là lấy từ ngoài đời thì em đều em đều không làm như vậy ừ. nhưng mà có thể nói là trí tưởng tượng của em hoặc là cảm xúc của em về cái việc về tình yêu á nó luôn là một cái cảm xúc bất tận ừ. nó rất nhiều ừ, em có một ấn định một cái cột mốc nào đó thì em sẽ chạm ngõ điện ảnh và ra rạp 2026 tại sao phải là 2026 không phải là bây giờ hay là một Tại ờ. sao là ấn định hẳn là 2026? Qua cái yêu trong hận đó, em bắt đầu biết được thiên thời địa lợi nhân hòa <laughs> và em vừa mới trải qua năm 31, 32, 33 thì mọi người cũng biết rồi đó <laughs> và có thể nói là em bắt đầu dần tin vào tâm linh nhiều hơn nên ừ. là 2026 vừa là một em năm đẹp, đẹp, cái thứ nhất, cái thứ hai là em cảm thấy Kiến thức của mình về điện ảnh hiện tại nó còn đang bị giới hạn Và em đang cần thêm thời gian để mình học hỏi thêm và trao dồi thêm Có thể sắp tới là em sẽ qua hàng để em uh, nâng cấp bản thân hơn Về chuyên môn? Dạ về chuyên môn ừ. Là mình sẽ đi học hả hay sao? Dạ đúng rồi à, Và phim điện ảnh mà em muốn làm vẫn sẽ là Ngôn tình ra má <laughs> Chắc chắn rồi Gì? Yeah em có nghĩ sẽ đến một cột mốc thời gian hay là độ tuổi nào đó thì em sẽ không ngôn tình drama không hay là khi mà đại diện nhân viên năm sáu tuổi vẫn sẽ ngôn tình drama không chắc chứ chắc là em sẽ thay đổi dần theo thời gian ừ. tại vì rõ ràng là tư duy của em bây giờ so với tư duy của thằng bên năm ở mà chị biết em ở năm sáu năm, năm trước là đã thay đổi rất nhiều khác rất nhiều rồi thì có thể là một ngày đó mọi người vẫn sẽ thấy em ở nhiều lĩnh vực khác nhưng mà em vẫn còn đang trong độ tuổi mơ mộng <laughs> em vẫn muốn làm sở trường của mình hơn ừ. trong một cái quá trình làm một bộ phim thì cái giai đoạn ha cái phần nào mà đó với em là em tốn thời gian nhiều nhất và em cảm thấy mệt mỏi với nó nhất phần tiền kỳ ừ. dạ phần kiếm đầu tư <cười> <cười> à, bối cảnh diễn viên nói chung là tất cả những cái khâu trước khi bấm máy luôn ừ. là một áp lực rất lớn với em cái phần nào sẽ là cái điểm mà em cảm thấy tự tin nhất kịch bản ừ. à, mình trở về cái câu chuyện bộ phim đầu tay của em em nghĩ là cái bộ phim đó của em thời điểm đó thành công là chỉ duy nhất là kịch bản thôi. ngoài ra thì tất cả không có mọi gì thứ cả. đúng rồi, không có gì cả và đến thời điểm bây giờ em vẫn luôn tâm niệm nội dung nó sẽ chiếm 70 cái chuyện bạn thắng hay thua trong cái bộ phim đó ừ. nên em vẫn luôn tất cả mọi thứ còn lại từ diễn viên, từ bối cảnh, từ máy quay nó chỉ là làm cho nội dung của mình trở nên tốt hơn chứ nó không phải là uh, những cái yếu tố quyết định nhưng mà ví dụ như cái bộ phim đầu tiên của em trái cấm tức là nói về lgbt yeah. em có cho chủ đề đó là chủ đề thu hút không hồi đó em làm theo bản năng thôi cái là hồi đó em sống trong một cái môi trường và em luôn tưởng tượng về cái câu chuyện đó à, nhưng mà sau này khi mà em được học về những cái công thức rồi á, thì em mới coi lại thì nó vô tình nó lại rơi đúng vào những cái công thức để cho một bộ phim nó thành công em đi ngược lại với cái định kiến xấu đông cái thời điểm đó cũng có thể nói thời điểm đó lgbt nó là một chủ đề hot cũng có thể chưa ai dám nói tới dạ dám nói và nhiều. thời điểm đó tất cả những phim lgbt ra đều là tiêu cực nói về cái mặt tiêu cực nhiều còn cái trái cấm của em ra một phát là ba bạn này là ba hot boy trong trường được rất nhiều những cô gái theo đuổi như một nhóm nhạc như một ngôi sao thì em ra là em vấp phải dư luận liền giữa trái chiều thuận chiều cũng có và nó gây tranh cãi nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì cái tranh cãi đó là đúng hay sai thì em nghĩ là mọi người cũng có câu trả lời ừ. có một cái trong nghề mình đó là những cái sản phẩm của mình đôi khi cũng vận vào cuộc sống của mình á ờ à, này là khán giả nói em mới để ý luôn á chứ trước đó em cũng không có quá để ý đến cái việc là nhưng mà cũng hai nhân vật nó cũng không hẳn là tương đồng nhau đâu nhưng mà những cái câu chuyện trong cái yêu trong hận đó những cái mâu thuẫn những cái hiểu lầm này hầu như là thời điểm vừa rồi em đã phải vấp phải và trải qua chị chứng kiến cái mối tình đó của em từ thời em năm <laughs> sáu yeah, yeah. năm trước yeah. và em và vợ cũ là quen từ 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 nơi yeah, mà mình rồi. làm việc chung biết thì nên chị dù cho không có gặp hay là không có làm việc chung gì vẫn có theo dõi cái chặng đường của hai bạn yeah. tại vì chị cũng cho đó là một mối tình đẹp và đã nghĩ cũng happy ending yeah. cho tới khi mọi thứ nó break up thì chị cũng có hơi cái cũng buồn yeah. ừ. thì cái khoảng thời gian đó đối với em nó có khó khăn để vượt qua không em nghĩ là cái một cái mối quan hệ đổ vỡ thì nó đã đổ vỡ từ từ sâu bên trong và đã từ rất lâu rồi cái khoảng thời gian mà em cảm thấy khổ sở là khi mà mình nhìn một cái mối quan hệ nó đang dần đổ vỡ mà mình không làm được gì cả và em trải qua khoảng thời gian đó rất khó khăn rất kinh khủng cho đến khi mối quan hệ nó hoàn toàn đổ vỡ đến cái khoảng thời gian mà em cần cho em em lấy được cảm xúc và em thăng bằng lại thì nó nó là một khoảng thời gian rất ngắn, nó không lâu nữa. Ừ. Tại vì trước đó em đã chuẩn bị tâm lý cho cái việc đó rất rất nhiều lần. Ừ, có phải uh, LGBT khi yêu thì sẽ thường thiệt thòi hơn không? Dạ không, em không có suy nghĩ đó. Em vẫn luôn nghĩ là, à, thật ra thì cũng có. <laughs> thật ra thì cũng rất nhiều lần em cũng... Thật ra là em không muốn nghĩ như vậy, nhưng cuộc sống bắt em vẫn phải nghĩ như vậy. Dạ đúng rồi cũng có nhiều lần em cũng đã lên mạng gào thét là nếu như mà được sinh ra một lần nữa thì một trăm phần trăm là sẽ không bao giờ em chọn cái giới tính này ờ, nhưng mà cũng không quy chụp hết tất cả vô giới tính của mình được ờ, em vẫn nghĩ nếu em 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 là một bạn nam dị tính đi thì có thể là con đường đi của em nó thuận hơn nhưng mà cũng không chắc được là cái con đường đó nó có hạnh phúc hơn hay không mình cũng không chắc được ví dụ những các bạn trẻ mà cũng đang đam mê đạo diễn như em và không biết bắt đầu từ đâu thì em sẽ khuyên các bạn điều gì em nghĩ cái là các bạn cứ thử đi cứ chơi đi như em ngày xưa vậy đó cũng đâu biết trước được là chỉ biết là hồi đó em ra phim mà khán giả coi đông quá em ngừng chiếu không em sợ em không dám chiếu nữa em từ một đứa facebook hai ba trăm like tự nhiên một buổi sáng em ngủ dậy em thấy hai ba chục ngàn like tối đồ tối đồ trời ơi em bị hoảng á chị từ một đứa đi ra đường không ai quan tâm đến khi mà em ra đường xong có người xin chụp hình em rất sợ luôn và tất cả mọi thứ đều là những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời nên ừ. là những bạn trẻ mà đã đam mê làm đạo diễn thì hãy mạnh dạn và mạnh dạn ngay từ những cái lúc mình ước mơ từ lúc còn nhỏ thật sự đến đến thời điểm bây giờ một cái khuyết điểm của em là em đã không theo học cái ngành đạo diễn nên là các bạn hãy mạnh dạng lên dám thực hiện những gì mình ước mơ Nhưng nãy chỉ nói khó khó ở đây là rất nhiều người họ không biết được là họ thích cái gì họ mơ ước cái gì còn nếu như mình đã xác định được là mình thích cái gì mà mình mơ ước cái gì thì hãy mạnh dạng chạm tới đi nhưng mà ví dụ bây giờ em học vẫn đâu có muộn đâu ví dụ bây giờ em học một cái văn bằng đạo diễn chính quy cũng đâu có quá trễ đâu à, em cũng đã từng nghĩ đến chuyện này và sau khi em nói chuyện với rất nhiều những anh đạo diễn khác thì ảnh uh, ảnh coi qua sản phẩm của em thì ảnh khuyên em là em nên đi học những cái liên quan tới phim nhưng mà không phải là đạo diễn ừ. để bổ trợ thêm chứ uh, em học đạo diễn thì anh anh cứ làm kinh nghiệm của em đi làm trong nhiều năm qua thì em nghĩ là em cũng um, có một cái số gọi là vốn kinh nghiệm rồi nên là mình sẽ học từ trường đời rồi dạ. từ gia chạm thực tế rồi um, bật mí tí xíu là hiện tại em đang học diễn viên <cười> <cười> nhưng mà em không em học về diễn viên không phải với mục đích để làm diễn viên để chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên Ờ, để em hiểu cái cách được là khi mà các bạn diễn viên các bạn lấy cảm xúc hả? Um, nô một cái tâm lý nhân vật thì các bạn đã phải trải qua những cái gì trong những cái suy nghĩ của các bạn em ừ. em cần trải nghiệm những điều đó hơn vậy sao em không muốn học tâm lý học với em <laughs> cũng là một ý có khi nào học diễn viên xong cái cảm thấy mình thích diễn viên cái mình không làm đạo diễn nữa không à. em học diễn viên tới cái khúc này em thấy như sao rồi em học diễn viên tới em em em, em vẫn cảm thấy em nghĩ là tư duy đạo diễn hợp với em hơn <laughs> em vẫn thích là người kể chuyện hơn nhưng mà như hồi nãy em khuyên các bạn mà hết đam mê đạo diễn đi nhưng mà đâu phải ai cũng sẽ gọi là có một sự may mắn và tổ độ như em mà là làm một phát đầu là được gây tiếng vang và biết đến liền được em ừ. có cho đó là may mắn không có chứ tất nhiên yếu tố may mắn vẫn luôn luôn là yếu tố mà em cảm thấy hàng đầu ờ, nhưng mà sao ta có nghĩa là cứ phải trải nghiệm đã thà là mình làm rồi mình có thất bại thì mình cũng không cảm thấy là mình tiếc nuối vì mình chưa bao giờ làm hay à, mọi người hay đồn đoán nhau về cái việc mà đạo diễn với diễn viên á khi mà ngồi với diễn viên cái mọi người sẽ hỏi là có bị gạ không có bị đợi lại lại là, là vậy rồi giờ chị, chị là đạo diễn nữ đó em là đạo diễn thì mình ở góc độ đạo diễn mình nói là có sẽ có những trường hợp đó xảy ra từ phía của em không dạ có ủa có hả có Ê chị không có chị không có gã <laughs> à không cái là diễn viên ừ. À diễn, diễn viên ngạ em dạ đúng rồi, à. rồi. Ê, còn Ê, không đúng có đó. nói gì <cười> <cười> Ê, mọi tại... người không có hiểu lầm Đúng gì nó nói rõ tức là diễn viên ngạ em để có bài em rất là mọi chỉ biết ông tới tận bây giờ một cái một cái sự mang tiếng của em là <laughs> em quen em quay phim nào là em quen với bạn nữ đó ừ thật sự nó mang tiếng em lắm luôn em thật rất là tại em sợ luôn em rất là buồn <laughs> nhưng mà mới có hai người thôi là bị đồn vậy rồi đó chị hay bị hay đồn là nhiều rồi có... em hay là nhiều chị nói em tới mười mấy bộ phim mà đó mười mấy bộ phim mà nhiều khi em tức của em phải cãi tay đôi với khán giả đó em kêu trời bên làm mười mấy bộ phim mà các bạn ráng kiếm cho bên mười mấy con bồ nha mới có hai người thôi là bị đồn rồi ờ, nhưng thật sự là trong tương lai bên hy vọng là hình ảnh của bên sẽ chuyên nghiệp hơn để cho mọi người sẽ không không đồn gắn nữa. cái mát đó cho mình nữa còn cái chuyện mà bị gạ là có nha ừ. Ê mà vui nha, khi mà nói chuyện với diễn viên thì diễn viên sẽ nói là à, bị đạo diễn gạ dạ. Xong giờ em ngồi nói vậy với em em ngồi nói chuyện với đạo diễn thì đạo diễn nó bị diễn viên gạ dạ. <laughs> còn ở cương vị một đạo diễn nữ thì tôi không có gạ ai mà cũng không ai gạ tôi <laughs> có thể kể cho chị nghe kiểu mà một cái lần bị gạ của em như thế nào không một lần em đi cắt em nhớ hoài luôn em hôm đó em chỉ là đạo diễn cắt thôi thì À, trong phòng lúc đó là còn có cả ekip nữa thì chị thì, thì chỉ biết khi mà đi cắt tiên là cắt tới một hai dòng lần vô được cái dòng gặp đạo diễn là cũng hơi khó khăn rồi ừ. thì em nhớ là bạn nó chắc bạn nó cũng cắt hai dòng mới vô được cái dòng em thì trong phòng của em là có biên kịch có nhà sản xuất với lại uh, quay phim xong rồi bạn mời mọi người ra bạn nói là bạn chỉ muốn nói chuyện riêng với em thôi à, bạn cần nói chuyện riêng với đạo diễn về tâm lý gì đó, nói chung là em không nhớ lý do ra như thế nào. Nhưng mà lúc đó thì mọi người cũng tôn trọng bạn nên mọi người cũng ra ngoài. Trước khi ra bạn còn nói là phải cắt máy quay nữa. Thế là sau đó Chắc thì là bạn có đó. một cái hành động rất là khiếm nhã với em. Và <laughs> lúc đó em rất là sợ. <laughs> sau đó thì em nói với bạn là bây giờ bạn phải dừng cái hành động lại nếu không em sẽ gọi bảo vệ. Đầu tiên là bạn khóc lóc trước bạn khóc lóc bạn muốn có vai bạn như thế này như thế kia bạn kể những câu chuyện của bạn và em nói là tất cả những điều đó đều không phải là cái yếu tố để em quyết định là em có chọn bạn hay không ờ, em vẫn muốn coi cái khả năng diễn xuất của bạn trước trước khi mà bạn kể những điều này ra thì đối với không có ý nghĩa hết và sau đó thì bạn bắt đầu bạn có những cái hành động rất là kỳ cục là đầu tiên chị cũng nghe một cái câu chuyện yeah, diễn em... viên gạ đạo diễn đó giờ chị tối với đạo diễn diễn viên không ý là đang không phải nói là đó giờ chỉ toàn là một chiều mà ý là tại vì yeah. khi mà ngồi ở đây và lắng nghe câu chuyện của mọi người thì diễn viên hay kể cái đó nhiều hơn đó chỉ oh. thấy, với em thì em đánh giá thế nào về một bộ phim thành công một bộ phim mà được đông đảo khán khán giả họ đón nhận và họ ủng hộ đón nhận ngay cả tích cực và tiêu cực Ừ. Em sẽ coi cái độ thành công của phim em Bằng cái chuyện mọi người có muốn coi tập tiếp theo hay không Và cái số lượng mà ngồi đợi Cái tập tiếp theo đó sẽ là bao nhiêu Thường là em sẽ phát Như là em 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 đăng phim lên là Từ một tiếng đồng hồ sau Bắt đầu khởi chiếu là Em đã thấy có khán giả vào rồi. Và em sẽ coi cái lượng khán giả đó Có tăng dần theo thời gian hay không Và Đó là cái cách mà để em biết được Là cái phim em ra được có, có được cái sự ủng hộ đông đảo hay không nhưng mà nếu sau này chuyển hóa nó thành điện ảnh thì như thế nào em đâu có đo được như vậy. Dạ đúng rồi, nếu mà chuyển thành điện ảnh thì em nghĩ bằng số vé. Doanh thu sẽ là cái quyết định. <laughs> doanh thu nó sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ. Dạ, nhưng mà nó vẫn sẽ luôn là cái yếu tố quyết định bộ phim có thành công hay không. Như chị thấy hiện tại bây giờ đó, có rất là nhiều phim ra gây tranh cãi. Nhưng mà 5 năm nữa, 10 năm nữa khi mà nhớ đến cái bộ phim đó nhiều khi khán giả còn chẳng nhớ nổi ai đóng chính hay là chẳng nhớ nổi là phim nó nói về nội dung gì nhưng mà khi mà một bộ phim nó đứng top doanh thu cao dẫn xu là cái mà khán giả họ nhớ đến nhiều nhất và phim nó thắng hay không thắng em vẫn nghĩ là cái doanh thu là cái quyết định ừ. nếu gọi một cái tên đạo diễn nào mà em ngưỡng mộ tâm đắc thì sẽ là ai Peter Vũ <cười> <cười> để mà em quyết định ra một cái bộ phim của mình em sẽ cần mất bao nhiêu thời gian chắc là em sẽ mất khoảng 3 tháng để tiền kỳ nếu mà em đã có kịch bản sẵn trong tay còn kịch bản là một cái mà em không nói trước được là bao lâu sẽ hoàn một kịch bản ừ. có những kịch bản em viết cực kỳ nhanh nhưng mà có những kịch bản em phải mất khoảng thời gian rất lâu và để khi mà em cầm một cái kịch bản final và đến khi cái ngày ra xét thì nó sẽ tốn của em khoảng 3 tháng hồi nãy, chị, hồi nãy chị có nghe em nói có cái công thức gì mà để đo phim giống như là ở động thì xưa em làm trái cấm em chưa biết sau này em biết cái công thức rồi em đo lại thì nó lại matching á yeah. thì công thức đó là gì cái này là em được học thôi ừ. <laughs> thì khi mà người ta nói là để một để một bộ phim có thành công hay không thì thường là sẽ có tới ba yếu tố, một là khán giả nhìn thấy bản thân mình trong cái câu chuyện đó. Hoặc là cái bộ phim đó, cái câu chuyện đó nói lên được cái ước mơ của bản thân mình, là một cái cuộc sống mà mình luôn khao khát và mình đang không đạt được nó và vô tình coi bộ phim, một cái nhân vật có hoàn cảnh giống mình, nhưng mà người ta vô tình người ta đạt được những cái mà mình đang mong muốn. Thế là những cái cái yếu tố để mình quyết định là mình coi và mình xem cái bộ phim đó còn cái cuối cùng còn lại là cái nội dung của nó phải cực kỳ lôi cuốn hấp dẫn và những có những cái cuối mà mình không đoán ra được bị dẫn dắt cảm xúc á, khán giả họ rất là thích bị dẫn dắt cảm xúc nên là đó là những cái yếu tố mà để quyết định một cái kịch bản nó có thành công hay không thì vô tình là khi mà em giờ mình đặt ngược lại cái trái cấm của em thì thời điểm đó LGBT luôn là những cái bạn họ tự ti với chính bản thân họ nhưng mà khi mà em ra bộ phim mà em ba bạn đó đều là ba bạn hot boy ở trường không những là không bị kỳ thị mà còn rất nhiều người hâm mộ thì vô tình là cộng đồng họ họ dấy lên một cái điều gọi là một cái 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 ước mơ của họ những cái điều mà họ luôn mong muốn nên có thể nói đó là những cái cái sự thành công mà khi bây giờ em em ngồi em nghĩ lại em thấy nó vô tình khớp thôi nhưng mà thật ra thì lúc đó là em viết cái bộ phim đó dựa trên cái mong muốn thực tế của bản thân Nó nói, ủa tại sao mình không thể nào trở thành hot boy trường <laughs> tại sao mình không được nhiều người theo đuổi và hồi đó họ họ em còn nhớ là khán giả họ tranh cãi là cộng đồng sẽ không bao giờ được như vậy nhưng mà giờ nhìn thực tế đi gil lê vũ Cát tường thậm chí là bản thân em cũng có fan <laughs> thì rõ ràng là không gì là không thể cả có một câu hỏi mọi người vẫn hay hỏi nhiều khi hỏi chị hỏi các đạo diễn xung quanh hỏi là đạo diễn kiếm tiền từ đâu ừ. đạo diễn trả lời đi <laughs> thật ra khi mà nhà sản xuất họ đặt phim của mình thì tất nhiên là em vẫn sẽ có lương đạo diễn ừ. nhưng mà em vẫn đang kiếm tiền bằng kinh doanh phim là thật ra là tiền mà em kiếm được nhiều nhất là có thể nói là không đến từ vai trò đạo diễn mà đến từ vai trò sản xuất thì nhiều hơn ừ là em Vậy đang thì kinh doanh không tên... tính luôn đạo diễn luôn. Dạ đúng rồi em đang kinh doanh chính những cái sản phẩm mình làm ra tự mình kinh doanh nên là ừ. Ừ, cái nguồn tiền của em là từ đó về. Nó có hấp dẫn không để cho mấy bạn biết à để cho mấy bạn quan tâm nghề đạo diễn biết rồi chứ em dám trả lời. Em mà trả lời sợ mấy bạn bỏ ơi. <laughs> đâu chứ mọi người đã thấy rồi đạo diễn nào là đi nhà lầu xe hơi những cô gái xinh đẹp xung quanh nên mọi người rất quan tâm về cái con số về Ồ, đạo diễn là làm thật sự tại vì nhiều người họ đâu biết đạo diễn là làm gì học gì ừ. để rồi xong làm gì tức là kiếm tiền từ đâu yeah. bỏ tiền làm phim là vậy thì tiền của họ kiếm từ đâu phải phim nào cũng thắng đã loại vậy yeah. thì đó là cái sự thắc mắc của mọi người mà khi thấy đạo diễn cái cuộc sống cũng sang chảnh đồ thì khi mà các bạn nghĩ đi một cái sản phẩm các bạn hot á các sản phẩm của bạn được đông đảo khán giả họ đón nhận thì sẽ có rất nhiều những nhà quảng cáo họ muốn đưa sản phẩm của họ vô phim của mình ừ. à, và ngay cả khi mà các bạn phát sóng lên những cái nền tảng digital nền tảng mạng xã hội thì chính những cái nền tảng đó họ cũng đã có những cái doanh thu ngược về cho bản thân rồi và những cái nguồn tiền của em hiện tại là từ những cái nền tảng đó ừ. à, nhưng mà chị biết không em luôn chia việc ca làm hai sản phẩm để kiếm tiền và sản phẩm để đam mê và sản phẩm để đam mê không bao không giờ kiếm được, được tiền còn sản phẩm để kiếm tiền mọi người không bao giờ biết tới nghệ thuật vì nghệ thuật và nghệ thuật vì tư bản dạ đúng rồi nó nên là có rất là nhiều người họ thấy là một hai năm em không ra phim thật ra em ra phim đó. mỗi ngày em ra phim mỗi ngày mọi người ngày nào cũng có ra nhưng mà những cái sản phẩm mà em dùng để kiếm tiền đó em sẽ không show up quá nhiều còn những cái sản phẩm mà em số up nhiều có nghĩa là nó không có tiền <laughs> mình bỏ tiền để mình làm thôi ừ có một cái cái điều gì có thể giúp cho cả hai là một không mình có thể làm được cái mình mong muốn <laughs> em vẫn nó sẽ là điện ảnh nó sẽ là một sản phẩm của Junbin vào 2026 em hy vọng là bộ phim đó nó vừa mang được tính chất nghệ thuật nó vừa thực hiện được cái đam mê lớn nhất cuộc đời em và nó còn vừa có doanh thu nữa em đã có những cái bước đi đầu cho cái dự án đó chưa dạ ừ. đã có gì rồi có em bản đã chưa? có gọi là ý tưởng thôi ừ. kịch bản thì chưa em đã có ý tưởng em đã có những cộng sự ờ, em đã... động là có nhà đầu tư cho em <laughs> ừ, em không? có một nhà đầu tư rồi nhưng mà uh, ngay cả em lẫn nhà đầu tư của em đều muốn là bản thân em phải học hỏi thêm chậm rồi chắc dạ đúng rồi ừ. mà bây giờ khi hầu như đạo diễn ai cũng đặt cái cột mốc của mình là điện ảnh dạ đúng rồi. bây giờ có một cái những cái nền tảng họ lại tiếp cận được cái số đông người xem nhiều hơn giống như là ngày xưa của mình là Yeah. Bây giờ là, yeah. là nhưng mà cái cách làm phim nó lại nó đi ngược hẳn hoàn toàn những cái gì mà đó giờ mình vẫn làm phim yeah. mình làm là phải có cốt truyện phải có tình tiết phải cài cắm phải mọi thứ ít nhất cũng phải mười mấy phút một tập mm -hmm. hay là hai mấy ba mươi rồi phim truyền hình thì ba mấy bốn mươi yeah. đại phim điện ảnh thì chín mươi hai thì bây giờ chỉ quay về còn có một hai phút hai ba yeah. phút nhưng mà lại được rất nhiều người đón nhận thì ở một góc nhìn của người đạo diễn thì em thấy cái thời cuộc đó như thế nào đó là u hay là khuyết đối với một người làm đạo diễn em là một người đạo diễn luôn chạy theo xu hướng gần đây thì em đang sản xuất tới bốn năm cái series và em vẫn phải học rất nhiều em phải coi rất rất nhiều clip từ clip của nước ngoài nữa để mình có thể thay đổi được cái 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 tư duy như chị nói lúc nãy nhưng mà đường nào cũng sẽ khó chịu rất nhiều những cái mình không có nào chấp nhận được tức là tâm lý nhân vật nó không đâu vào đâu cả rồi chưa thậm chí đúng rồi chưa kịp có tâm lý rồi là và hạ mọi người hiểu kiểu là mình đã quen với cái chuyện mình làm quét là tất cả mọi thứ phải chỉnh chu nhưng mà khi mà ra một cái set đó, nó là cái khung chín mười khung dọc mình cũng không sâu ấp được quá nhiều thứ trong đó và mọi thứ nó không được chỉnh cái chu không cần đề co luôn. đúng rồi thậm chí là mọi người còn phá luôn cái rắc co nữa kìa rồi trục quay rồi tùm lum tất cả những vấn đề nhưng mà biết làm sao bây giờ tức là xu hướng của khán giả bây giờ là họ thích xem như vậy ờ, cái yếu tố của t cũng vậy năm giây đầu tiên mà không có gì coi là họ lướt rồi và để giữ chân được mọi người thì bắt buộc mình phải thay đổi thôi và em cũng phải giận bản thân là mình cũng phải bỏ qua những cái yếu tố đó nghề đạo diễn thì có cạnh tranh không em bản thân em thì em không thấy sự cạnh tranh em tại vì uh, như nãy mình nói rồi đòi, mỗi đạo diễn đều có một gu riêng và nếu như mà khách hàng họ chọn một anh đạo diễn khác không phải là em thì em sẽ luôn nghĩ là cái gu phim của anh đó phù hợp với cái yêu cầu của khách hàng hơn mình Nó là em cũng không có thấy sự cạnh tranh cao với lại em là một cái đứa ít đi làm cho người ta lắm em làm cho em không à có một cái ưu điểm và cũng là khuyết điểm và là, là con dao hai lưỡi khi mình vừa là đạo diễn vừa là nhà sản xuất dạ. thì là gì là em biết rồi đó dạ đúng rồi <laughs> dạ thì khi mà phải đưa con tim và lý trí lên cùng một bàn cân đưa nghệ thuật và chén cơm lên cùng một bàn cân thì những cái lúc đó em sẽ thường nghiêng về bên nào em nghiêng về nghệ thuật phải không Hình em về chén cơm siêu lỗ chị chỉ tin ông chị hỏi sản xuất của em đi là không mình lại tiếp tục trở về cái câu chuyện sản phẩm kiếm tiền và sản phẩm kiếm ừ. gọi là theo em em, em em hay nói với ekip là sản phẩm kiếm nem và sản phẩm kiếm tiền á sản phẩm kiếm tiền với sản phẩm kiếm tiếng <laughs> dạ đúng rồi cái sản phẩm kiếm tiếng của em là em chơi ngu lắm chị em khờ khảo lắm em đã từng bán nhà để làm phim sau hai năm dịch vừa xong luôn ừ. 2021 vừa xong hai năm dịch em đang em bán bụp cái nhà để em làm phim cái nhà duy nhất tại vì người ta có năm căn nhà Ta bán bất căn thì cũng được đi em có 1 căn em bán căn để em làm phim làm cái yêu trong hận á hả dạ đúng em bán bán nhà không đủ luôn á chị phải bán thêm một miếng đất nữa mới đủ để làm bộ phim đó thì đó nghĩa là có những sản phẩm mình chi tiền mình không bao giờ mình tiếc tại vì nó nó quá đã cái đam mê của mình thậm chí chị biết ra set mà nó không đạt không đạt yêu cầu của em em bắt làm lại hết ừ. nhưng mà có những bộ phim mà mình phải chắc chiêu từng đồng từng cắt mình phải hạ tiêu chuẩn của mình xuống giờ sản xuất nói em là anh bên ơi giờ cái cảnh này á là trong kịch bản đi ăn nhà hàng nhưng mà giờ em cho ăn mì ý được không kiểu là một cái quán ăn nó cũng nó cũng ok đó nhưng ừ. mà nó nó không ừ. phải là nhà hàng ừ. thì ok <laughs> cái gì cắt được thì mình cắt ừ nhưng mà sao em lại dám dám nghĩ và dám làm với chị mà bán nhà đi làm phim trong khi là mình chưa biết là mình sẽ thời điểm dịch đó chị em thấy quá nhiều sự ra đi em sợ ừ. em sợ là em chưa có một sản phẩm đời đời mà mình đã ra đi dạ đúng rồi em rất sợ luôn rồi vì trước đó em không có một cái sản phẩm nào mà em cảm thấy là em em đã hết bản thân em trái cấm là bộ phim đầu tiên nhưng mà sau đó sau trái cấm em làm rất nhiều những phim mà đa phần em làm cho những công ty. nhà sản xuất khác em làm cho công ty khác thì chỉ biết rồi đó khi mà làm cho công ty mình đâu có được thỏa không được sáng tạo hết sức có thể ừ. và đến tận khi mà em ra trái cấm là bắt đầu là bộ phim thứ hai em tự bỏ tiền sản xuất thì lúc đó em hứa với lòng là em sẽ làm cho nó chỉnh chu nhất có thể ừ. bằng tất cả khả năng của mình Thế là lúc đó là bao nhiêu tiền cũng đắp hết á ừ. dạy khờ cái kết cuộc đem lại thì nó có Cover lại được cái cái nhà đã bán không em <laughs> hay, hay nhiều người bán một căn nhà làm phim xong người ta mua là mấy căn là sao thì có không Thật ra thì uh, Trái cấm nếu mà nói về lỗ Thì trái cấm cũng không lỗ Nhưng mà lời để Mua lại được mấy căn nhà này Cũng không lời ừ. Nhưng mà trái cấm đem lại cho em Một cái bước ngoặt Trong cái con đường đạo diễn của em Tức là Thân được cái bậc của em Lên một cái vị trí khác luôn ừ. Level up Dạ đúng rồi Level up Nên là cũng ok <laughs> Người ta có hay nói một câu là Cứ theo đuổi đam mê Thì tiền sẽ theo đuổi bạn đó, Thì nó có đúng với nghề đạo diễn không Em thấy là thời điểm hiện tại em theo đuổi đam mê và em cũng chạy theo tiền nên em chưa thấy tiền chạy của em có thể hai năm sau em sẽ trả lời chị câu này được không dạ. à, chị cũng đợi biết đâu à hai nghìn lẻ sáu nhân viên sẽ quay lại đây ngồi cái show và chia, phải, chia sẻ về phim sắp ra mắt của mình quay quay lại tới đó <laughs> Nghe nói có tình yêu mới phải không <laughs> thật ra nếu mà nói về tình yêu mới cũng chưa tụi em đang trong giai đoạn tìm hiểu để quyết định là có đến với nhau hay không sau một cái đổ vỡ cũng chưa quá lâu, mình chuẩn bị vào cái mới nó có làm cho em lo ngại không? hay là sẽ là háo hức? Ừ, em không muốn áp đặt bất kỳ một cái câu chuyện nào của cái câu chuyện cũ lên những cái hành trình mới của em. Em em không có muốn để lại bất kỳ một cái hậu quả nào cả nên là em cũng sẽ không suy nghĩ về cái chuyện là uh, có uh, lo sợ điều gì hay không. Nhưng mà bạn đó đến với em trong một tâm thế thật sự là em chưa sẵn sàng. Và chính vì chưa sẵn sàng nên là cả hai đứa tụi em vẫn quyết định là sẽ ở bên cạnh nhau đồng hành và tìm hiểu nhau nhiều hơn Nhưng mà cái sự xuất hiện của bạn đó làm cho cuộc sống của em vui hơn rất nhiều, tích cực hơn rất nhiều Nên tuy rằng chưa sẵn sàng mà để từ chối đi em cũng không nỡ Cảm ơn Vin ngày hôm nay đã đến với giống nghĩa giống làm và cùng chị ngồi chia sẻ lại những chặng đường đi qua Có rất nhiều thăng trầm, biến cố cũng nhiều thành công và niềm vui nước mắt có đầy đủ À, và chị nghĩ với những gì em đã dám nghĩ dám làm và của quá khứ và sắp tới tương lai thì mong là em sẽ luôn hạnh phúc và thành công em cảm ơn chị cảm ơn mọi người đã coi cái số này tới giây phút này cảm ơn mọi người